Đây, đến vị trí lô đất của mình rồi nha anh chị. Lô đất này có tổng diện tích là 85 m², có bề ngang là 5 m, chiều sâu là 6. Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Lâm Nhà Đất. Mến chúc quý anh chị một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Hôm nay em sẽ review cho quý cô chú anh chị một lô đất nằm tại xã Vĩnh Hiệp. Lô đất này có tổng diện tích là hơn 80 m² nha. Thì mời quý cô chú anh chị cùng xem cái lô đất này như thế nào nha anh chị. Vậy đây phía trước là con đường, đây là con đường 23 tháng 10 nha anh chị. Bên đây là có điện máy xanh nè. Và trên đây là cái đường vành đai nha anh chị. Đây, trên đây. Thì đây là con đường 23 tháng 10. Từ vị trí này mà anh chị đi đến Lotte Mart chỉ tầm hơn 100 m thôi nha anh chị. Đi xuống đây là ra tới biển và các trường chợ tiện ích đầy đủ nha anh chị. Còn nếu như mà anh chị không đi chợ đó thì anh chị có thể cua qua đây đường Thủy Xưởng nè, chợ Phương Xài nha anh chị. Đó, còn bên đây là khu Ngọc Hiệp nè anh chị. Ngọc Hiệp, đi qua đây chợ Ngọc Hiệp. Nó cũng còn tiện ích xung quanh đầy đủ nha anh chị. Thì hôm nay em sẽ review cho anh chị xem cái lô đất ở ngay chỗ đường Vĩnh Hiệp đây. Đây con hẻm. Đây là đường hiện trạng bê tông là 3 m nha anh chị. Ô tô đi vào luôn nha, lọt luôn nha anh chị. Đây cái ô tô Honda City phía trước anh chị đang đậu ở đây nè. Bây giờ em sẽ đi vào trong cái lô đất này quay thực tế cho anh chị xem luôn. Đó, đường này là đường hiện trạng đi vào nha anh chị. Đất trong đây là đất tất cả là đất ở đô thị hết nha anh chị nha. Khu nó ở đô thị luôn. Hiện trạng trong đây đã có nhiều nhà dân cư đã xây hiện hữu rồi. Nhưng mà vì trong đây đó, nhà trong đây hiện hữu rồi nè anh chị. Đó, đường bê tông nha anh chị. Đây là con đường bê tông nè. Đó, đường ba ô tô quay đầu luôn. Đó, xung quanh đây là có nhà dân cư ở hiện hữu rồi nha anh chị. Đó, bê tông đất. Đây, đến vị trí lô đất của mình rồi nha anh chị. Lô đất này có tổng diện tích là 85 m², có bề ngang là 5 m, chiều sâu là 15 m nha anh chị. 15 đến 16 m. Đất đây đất full đất ở đô thị nha anh chị. Anh chị có thể mua về đây để xây nhà ở đầy đủ luôn. Đây. Xung quanh đã có nhà dân cư hiện hữu hết rồi nha anh chị. Đây em quay thực tế cho anh chị xem cái lô đất Vĩnh Hiệp này. Ở xung quanh đầy đủ nha anh chị nha. Dạ rồi, thì cái lô đất này chủ đang có mức rao bán với mức giá là 950 triệu nha anh chị. Còn thương lượng được nha anh chị. Thì nếu như anh chị quan tâm về lô đất Vĩnh Hiệp này mua về để an cư lập nghiệp hoặc là đầu tư thì hãy liên hệ qua số điện thoại của em. Và nhớ đừng quên tặng cho em một nút like và đăng ký kênh để đón xem những bất động sản đẹp tại Nha Trang Khánh Hòa nha anh chị.